Tổng thống UAE qua đời. Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã qua đời hôm nay ở tuổi 73 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Bộ các vấn đề tổng thống đau buồn thông báo với người dân các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và thế giới hồi giáo về sự ra đi của tổng thống Khalifa bin Zayed vào ngày 13 tháng 5. Tổng thống Khalifa qua đời ở tuổi 73 sau khi chống chọi với bệnh tật vài năm qua. Giới chức UAE chưa công bố nguyên nhân về sự qua đời của ông. UAE thông báo để tang tổng thống Khalifa 40 ngày bắt đầu ngay sau khi ông qua đời. Các bộ và cơ quan chính phủ cũng như khối tư nhân sẽ dừng làm việc trong 3 ngày. Tổng thống Khalifa là con trai của Zayed bin Sultan Al Nahyan, nhà sáng lập UAE. Ông Khalifa cũng là tiểu vương Abu Dhabi. Ông trở thành tổng thống UAE vào tháng 11 năm 2004 sau khi tiểu vương quốc Dubai nổi lên như một trung tâm du lịch và thương mại. Còn tiểu vương quốc Abu Dhabi có thế mạnh về khai thác dầu khí và là một nhân tố quan trọng trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Sau khi bị đột quỵ vào năm 2014, tổng thống Khalifa hiếm khi xuất hiện trước công chúng và trao phần lớn quyền lực cho người em cùng cha khác mẹ là Mohammed bin Zayed Al Nahyan.